Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông, nếu Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không, Việt Nam sẽ ngồi chiếu nào? Nếu Trung Quốc đơn phương lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào tới quan hệ với Hoa Kỳ và tính chính danh của Trung Quốc trong luật pháp quốc tế? Những ngày gần đây, thông tin về một kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc bao trùm lên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lại nổi lên, xuất phát từ một bài báo của tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đặt ở Hồng Kông. Đây là hình ảnh vệ tinh được ghi nhận vào ngày 13 tháng 5 năm 2020 cho thấy các máy bay quân sự KJ-500, KQ-200 và Jet-8 hiện diện tại bãi đá chứa thập. Cần nhắc lại, vào ngày 23 tháng 11 năm 2013, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, tạo ra một phản ứng từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Vùng này bao trùm lên quần đảo Senkaku của Nhật Bản đang kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng đòi chủ quyền và gọi là quần đảo Điếu Ngư Đài. Nó cũng bao trùm vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và vùng biển mà Hoa Kỳ xem là hải phận quốc tế. Cũng theo định nghĩa chính thức của chính phủ Việt Nam, vùng nhận dạng phòng không là vùng trời đặc biệt được thiết lập có kích thước và xác định trong đó tàu bay phải tuân theo các phương thức báo cáo hoặc nhận dạng đặc biệt ngoài các phương thức liên quan đến việc cung cấp dịch vụ không lưu. Và khi đi vào vùng nhận dạng phòng không của một quốc gia, các máy bay được yêu cầu thông báo nhận dạng, kế hoạch bay và vị trí của máy bay. Từ trường luật Cô Quân ở Đại học Giao thông Thượng Hải, tiến sĩ Mathias nói với đài BBC tại London rằng sẽ có tranh cãi là liệu bước đi tiềm năng này của Trung Quốc có phù hợp với tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC vào năm 2002 hay không. Ông Mathias nhận bằng tiến sĩ ở trường American Student tại Đại học London vào năm 2011. Hiện ông đang giảng dạy tại trường luật Cô Quân tại Đại học Giao thông Thượng Hải từ cuối năm 2012 cho đến nay. Ông Mathias giải thích rằng Trung Quốc xem vụ kiện của Philippines lên tòa trọng tài thường trực PCA là khiêu khích và vi phạm đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Trong quá khứ, Bắc Kinh cũng chỉ xem tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC là văn bản chính trị, không phải là pháp luật có tính ràng buộc quốc tế. Và cũng theo ông cho biết, có lẽ Trung Quốc sẽ xem một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông không phải là vi phạm quy tắc ứng xử mà là cam kết chính trị. Còn từ US Wake College tại Hoa Kỳ, giáo sư về luật biển quốc tế James nói, mặc dù vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông chưa chính thức được xác nhận, nhưng gần như là chắc chắn là Trung Quốc đã xem xét khả năng này. Đây là hình ảnh hai oanh tạc cơ siêu thanh B-1B của Mỹ cất cánh từ đảo Guam bay đến Biển Đông vào ngày 26 tháng 5 năm 2020 vừa qua. Liên quan đến vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đơn phương đặt ra ở biển Hoa Đông vào năm 2013, Trung Quốc yêu cầu mọi máy bay khi bay vào trong vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc sẽ phải, dù quá cảnh hay đến Trung Quốc, báo cáo về lịch trình bay, duy trì liên lạc hai chiều, hồi đáp với yêu cầu nhận dạng của Trung Quốc. Giáo sư James đang dẫn dắt tại trung tâm Stockholm về luật quốc tế US Wake College nói với đài BBC tiếng Việt rằng một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông sẽ không có ảnh hưởng thực tế với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông cho biết nguyên do là vì Hoa Kỳ đã tiếp tục cho máy bay quân sự ở biển Hoa Đông bất chấp vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm như vậy ở Biển Đông. US Wake College đặt ở Newport, Island là nơi đào tạo sinh viên phục vụ quân đội và chính phủ Hoa Kỳ. Giáo sư James nói tiếp như sau, nhưng vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông có thể thành cớ để sử dụng vũ lực cho Trung Quốc chống lại máy bay quân sự của các nước láng giềng như Việt Nam, Malaysia, Indonesia hay Philippines. Trong khi đó, tiến sĩ Mathias chỉ ra rằng trên thực tế đa số các hãng hàng không đều phải tuân thủ nhiệm vụ thông báo với Trung Quốc khi đi qua vùng nhận dạng phòng không này ở biển Hoa Đông. Vì thế, một vùng nhận dạng phòng không tương lai ở Biển Đông sẽ không có hậu quả tức thời cho việc đi lại của máy bay. Tiến sĩ Mathias dự đoán tiếp như sau, Trung Quốc sẽ phải phân biệt rõ lý thuyết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, tách nó ra khỏi cuộc tranh chấp biển đảo để không gây hại cho niềm tin của các quốc gia. Ông nói tiếp, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Trung Quốc sử dụng lợi ích an ninh quốc gia do hành vi của Hoa Kỳ để làm lý do lập vùng nhận dạng phòng không. Vì Hoa Kỳ đã làm mất lòng nhiều nước ven biển, Trung Quốc có thể hy vọng tìm ủng hộ miễn là lý do thành lập vùng nhận dạng phòng không liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Ông Mathias cũng giải thích tiếp,
Theo cách nhìn của Trung Quốc, việc yêu cầu nhận dạng với máy bay trên một vùng trời ở vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông có thể là cách để tránh hiểu nhầm. Ông nói, logic này là được dùng khi Trung Quốc yêu cầu nhiệm vụ thông báo tương tự với các chuyến tàu đi trên biển mà Hoa Kỳ đang thách thức dọc đường đi lại gần các đảo tranh chấp. Và liệu vùng nhận dạng phòng không có đổ thêm dầu vào lửa sẽ phụ thuộc vào các nước ven Biển Đông phản ứng thế nào về sự có mặt của Hoa Kỳ. Và vì thế, mọi thông báo về vùng nhận dạng phòng không sẽ phải đi sau các cuộc nói chuyện ngoại giao với các bên liên quan trong vùng để kế hoạch không trượt khỏi hiệu ứng mà Trung Quốc muốn, đó là tách Hoa Kỳ ra khỏi khu vực, duy trì niềm tin và ủng hộ các quốc gia ven biển. Tiến sĩ Mathias đã nói như vậy. Đây là hình ảnh đảo đá chữ thập chiếm của Việt Nam được Trung Quốc xây dựng thành căn cứ quân sự lớn nhất trên Biển Đông. Còn từ Hoa Kỳ, giáo sư James nói về rủi ro có thể xảy ra nếu Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Ông nói, có rủi ro là việc này dẫn tới xung đột quân sự nếu Trung Quốc quyết định thực thi vùng nhận dạng phòng không với máy bay quân đội của nước ngoài. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ít khi làm như thế ở Biển Hoa Đông, nên hiện tại xung đột sẽ không xảy ra. Nhưng ông kết luận với nhận định về rủi ro lớn nhất. Rủi ro lớn nhất của vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông là nó sẽ phục vụ như một lý lẽ bổ sung cho đường chín đoạn phi pháp của Trung Quốc. Như thế, ảnh hưởng lớn nhất sẽ mang tính chất địa chính trị, chứ không phải quân sự, theo giáo sư James phân tích. Và ASEAN đã phải làm gì nếu Trung Quốc đơn phương lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông là một câu hỏi cũng được đặt ra. Dư luận Việt Nam đang quan tâm tin rằng Trung Quốc có thể đưa ra tuyên bố về vùng nhận dạng phòng không bao trùm toàn bộ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam xem là thuộc chủ quyền của mình. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ra vào ngày 31 tháng 5 dẫn một nguồn tin quân đội Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đã lên kế hoạch cho việc lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông từ những năm 2010. Cũng nguồn này nói với các cơ quan chức năng Trung Quốc chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để công bố mà thôi. Trả lời đài BBC tại London, tiến sĩ Nancy White, Đại học Hippleport ở bang Connecticut ở Hoa Kỳ bình luận tiếp như sau. Có thể đoán rằng kế hoạch nhận dạng phòng không cho biển Nam Trung Hoa có tồn tại và quan tâm chính yếu là liệu Trung Quốc có khả năng thực thi nó trên thực tế hay không. Tiến sĩ Nancy White, nghiên cứu về tranh chấp Biển Đông, từng được Connecticut Coalition mời để thuyết trình về chính sách Đông Á của Trung Quốc cho các đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bà nói tiếp, việc Trung Quốc có hoạt động xây đắp thành công tại Hoàng Sa và Trường Sa rõ ràng là bước quan trọng hướng tới việc thực hiện vùng nhận dạng phòng không. Tuy nhiên, bà nói Trung Quốc nhận thức vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông có thể gây tác hại cho quan hệ với các nước láng giềng ở Đông Nam Á và với Mỹ. Vì thế, Trung Quốc vẫn thận trọng, chưa tuyên bố, bà nói. Và theo nhận định chính thức của chính phủ Việt Nam, vùng nhận dạng phòng không là vùng trời đặc biệt được thiết lập có kích thước, xác định trong đó tàu bay phải tuân thủ các phương thức báo cáo nhận dạng đặc biệt ngoài các phương thức liên quan đến việc cung cấp dịch vụ không lưu. Đây là hình ảnh đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chiếm trọn Biển Đông nhưng không được quốc gia nào khác công nhận. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2013, thì Trung Quốc đã từng tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông và lúc đó đã tạo ra phản ứng từ nhiều nước gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Tiến sĩ Nancy White cho rằng các biện pháp gần đây của Bắc Kinh ở Biển Đông cũng còn đang nhắm tới Đài Loan. Bắc Kinh cũng rất thất vọng vì họ là thành viên duy nhất trong Hội đồng Bảo an chưa hoàn toàn thống nhất quốc gia. Và vùng nhận dạng phòng không sẽ giúp tăng cường độ sâu chiến lược của Bắc Kinh trong quốc phòng khi so với Đài Loan và các nước láng giềng. Đối với Việt Nam, nếu Trung Quốc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, dường như là có nghĩa tranh chấp chủ quyền biển đảo đã được đẩy lên cả vùng trời. Lo ngại về kế hoạch vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc đặt trong bối cảnh vào năm 2019 đã xuất hiện các diễn biến căng thẳng trên Biển Đông. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN thông qua tuyên bố chung vào ngày 31 tháng 7 năm 2019 có đoạn như sau. Chúng tôi đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, trong đó các bộ trưởng bày tỏ lo ngại về việc cải tạo đất, các hoạt động và có sự cố nghiêm trọng trong khu vực làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Và cũng vào tháng 10 năm ngoái, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc có nói rằng tình hình Biển Đông gần đây diễn biến phức tạp, trong đó có việc vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam được xác định
theo luật pháp quốc tế, trái với tuyên bố DOC và các thỏa thuận cấp cao. Và bên cạnh đó, gần đây hơn là vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, Việt Nam đã gửi công hàm tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Hoàng Sa và Trường Sa. Vào 28 tháng 5, Việt Nam lại phản đối Trung Quốc khi có tin binh sĩ Trung Quốc đồn trú trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đã thu hoạch nhiều kg rau xanh nhờ công nghệ trồng rau trên cát. Và phản ứng của Hoa Kỳ cũng gây quan tâm rất lớn trong thời điểm này trên Biển Đông. Đây là hình ảnh tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin. Ví dụ vào ngày 29 tháng 5 năm 2020, hạm đội 7 Hải quân Mỹ họ vừa điều khiển khu trục hạm USS Mustin đã đi trong vùng phạm vi 12 hải lý quanh đảo Phú Lâm và đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Hoàng Sa. Báo Thanh Niên vừa có cuộc phỏng vấn cựu đại tá Hải quân Mỹ Kurt O'Shuster. Ông là cựu giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm Tình báo Hỗn hợp Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hải quân, đang giảng dạy ở Đại học Hawaii, Mỹ về quan hệ quốc tế và lịch sử. Cựu đại tá Shuster cho rằng, việc Mỹ vừa có văn bản gửi Liên Hợp Quốc để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông nhằm thiết lập sự viện dẫn dựa theo luật pháp quốc tế để sẵn sàng đáp trả các hành động của Bắc Kinh, trong đó có nguy cơ Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Và thực tế, nhiều khả năng Trung Quốc có kế hoạch thành lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Tuy Bắc Kinh chưa tuyên bố vùng này ở Biển Đông trong năm nay, nhưng điều này có thể diễn ra vào năm sau. Trung Quốc có thể đang chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới và muốn hệ thống tên lửa đối không tại bãi đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa được lắp đặt hoàn thiện. Và thực sự, khi tính toán, thấy có đủ khả năng xử lý các phản ứng của quốc tế, Bắc Kinh sẽ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, ông giải thích thêm. Ông Shuster cũng cho rằng, khi tuyên bố vùng nhận dạng phòng không, Bắc Kinh sẽ hứa hẹn với cộng đồng quốc tế rằng không can thiệp vào các chuyến bay thương mại qua Biển Đông. Thế nhưng, với những gì từng xảy ra, cộng đồng quốc tế khó có thể đặt niềm tin vào những lời hứa của Trung Quốc. Và hiện nay, Tổng thư ký của Hàng không Dân dụng Quốc tế ISAO là bà Liễu Phương, một người Trung Quốc. Nên nếu tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, Bắc Kinh đủ sức tạo ảnh hưởng để kiểm soát mức độ phản ứng của ISAO. Và Bắc Kinh cũng tuyên bố vùng nhận dạng phòng không để thống trị châu Á. Và từ những yếu tố trên, cựu đại tá Shuster dự báo vào khoảng tháng 2 đến tháng 3 năm 2021, Trung Quốc sẽ tiến hành những động thái đầu tiên để tuyên bố vùng nhận dạng phòng không. Cụ thể, Bắc Kinh bắt đầu tổ chức một số đơn vị thường trực ở các đảo, bãi đá trên Biển Đông trong quãng thời gian ngắn nhằm kiểm soát vùng nhận dạng phòng không để đo mức độ phản ứng của cộng đồng quốc tế. Đến giai đoạn mùa hè, khi thời tiết phù hợp cho hoạt động của lực lượng phòng không, không quân, các đơn vị trên sẽ bắt đầu đồn trú thường trực lâu dài. Khi đó, Trung Quốc tính toán thời gian chính xác để tuyên bố vùng nhận dạng phòng không nhằm tiến thêm một bước trong chiến lược kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Ông Shuster đã nói như vậy. Ông cũng cho rằng tham vọng của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở Biển Đông mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược xa hơn về hải quân thống trị châu Á vào năm 2050. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc vào tháng 7 năm 2017. Bởi kiểm soát được Biển Đông mang lại cho Trung Quốc khả năng bóp nghẹt tuyến thương mại quan trọng của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Đặc biệt khi Trung Quốc có thể mở rộng phạm vi ra chuỗi đảo thứ hai thường được tính từ quần đảo Pony, Nhật Bản đến quần đảo Mariana được xem là lãnh thổ Mỹ nằm ở phía đông của Philippines. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phục vụ cho mục tiêu của Bắc Kinh trong việc thống nhất Đài Loan bằng quân sự. Và nếu một ngày Trung Quốc thực sự tuyên bố đơn phương lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, liệu có xảy ra xung đột vũ trang hay không? Tiến sĩ Nancy White nhận định rủi ro chiến tranh phụ thuộc vào ba yếu tố như sau. Liệu tuyên bố vùng nhận dạng phòng không có đưa ra trong bối cảnh một quốc gia khiêu khích Trung Quốc hay không? Tiếp theo, Washington sẽ tuyên truyền thế nào về việc này vì nó sẽ tác động tới cái nhìn của quốc tế? Và thứ ba là hành động của Mỹ là gì? Yếu tố thứ ba này quan trọng nhất. Và từ khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông vào năm 2013, không lực Trung Quốc đã tiến hành tuần tra trong vùng này. Tuy nhiên, có vẻ Trung Quốc ít khi thực thi chấp pháp với máy bay quân sự và dân sự tại đây. Quay lại khả năng xảy ra vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc trên Biển Đông, tiến sĩ Nancy White nói tiếp như sau. Nếu Hoa Kỳ chỉ thỉnh thoảng đưa máy bay vào vùng nhận dạng phòng không, hai nước Mỹ và Trung Quốc sẽ có thể tự tuyên bố họ thành công giữ mặt mũi cho nhau.
Nhưng với ASEAN, bà cho rằng ASEAN sẽ khó có phản ứng công khai chống lại Trung Quốc, ngay cả nếu kế hoạch nhận dạng phòng không được thông báo. Và 10 nước trong ASEAN vẫn chia rẽ về Trung Quốc, bà chỉ ra điều này. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 6 năm 2020 với bản tin Biển Đông, nếu Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không, Việt Nam sẽ ngồi chiếu nào? Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.